Dạ, nhà vườn Trung Lê Dung xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây ạ. À, hôm nay nhà vườn của em có dời một số mặt hàng muốn giao lưu với toàn thể quý cô chú nha. Hôm nay em về như linh sam với chiếu thủy, hôm nay em có hai mặt hàng thôi. Chung là cây cũng phôi nhưng cũng có cốt cành nha quý cô chú, cây cũng có nước nuôi nhẹ rồi. Hôm nay em về được 7 phôi linh sam và 10 phôi chiếu thủy ạ. À, không để mất thời gian quý cô chú anh chị, em vô cây mã số 1 ạ. À, số hộ nhà vườn em là 0919670661, số đó là số Zalo ạ. À, em ở khu vực Lai Vung Đồng Tháp của quý cô chú, rất mong được quý cô chú xem kênh và ủng hộ. À, cây okay, mã số 1, mã số 1 là một cây linh sam song hình nha quý cô chú, cây cũng có tướng kiển, cây cũng khá là đẹp nha quý cô chú. Đây cây hoành thân cũng khá là lớn. À, nay lô cây em nói chung lại là cây cũng rất là già cây nghe quý cô chú. Rồi đến tiếng vào thông số mà. Chiều cao lại được là 49 nè. À, cái tán ngang cốt cành là 56. Hoành là nó 54 nghe quý cô chú, hoành 54. Chiều ngang mặt bầu lại được là 45. À, cây cũ cũng khá lớn rồi chứ, cũng nó rất là lớn, cũng có cốt cành nuôi sẵn rồi biết chứ, về cũng khá là mau chơi. Cây linh sam song hình mã số 1 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 5.500.000 ạ. À, 5.500.000 em cũng bao ship là toàn quốc. À, hôm nay cây thôi em bao ship toàn quốc nha quý cô chú. Dạ, tiếp theo mã số 2 nha quý cô chú. Mã số 2 cũng là linh sam song hình nè. À, cây có tướng kiển cũng khá là đẹp nha quý cô chú. Cây này cũng có nước nuôi cũng khá lâu rồi. Cành bay này là cành nuôi của nó đó. Nhìn cái cành của nó co lắc rất là đẹp. À, cây này thì cái da của nó là chủ vườn người ta có xử lý hết nha quý cô chú, nên không có còn lớp vỏ nào nữa hết, xử lý tới thập tư nó luôn rồi đó. Nếu nó còn lớp vỏ nó hoành nó khá lớn đó quý cô chú. Cây lên răng vuốt rất là đẹp. À, cái cam nó lại được là 32. Từ cái hang chính nó bay ra đây được là 26. À, đây quỳnh chỉ chí ở đây của nó lại được là 43, hoành là 43. Chiều ngang mặt bầu của nó là được 40 quý cô chú. Cây này đế nó chung lại rất là đẹp nha quý cô chú. Đây đế rất là đẹp luôn. Cây này lúc trước chủ vườn người ta chặt tới cậy hết nè, rồi nó ra gửi mới rồi mới kéo ra, nên cái bộ đế của nó rất là đẹp điều luôn quý cô chú ơi. Cây linh sam song hình mã số 2 xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 4.700.000. À, 4.700.000 em cũng bao ship là toàn quốc. À, để em đo thử một hai cái cốt nó nha quý cô chú. Cây cũng hơi cao tiền. À, cốt bay của nó được 24. À, còn cái đỉnh luôn, cái đỉnh của nó lại được là 19 nha quý cô, đỉnh 19. Đây cây mình dựng đỉnh lại nha, tại vì nó quá cao em làm cho nó cây nó lùng lực lại. 4.700.000 cho cây mã số 2 linh sam song hình. À, chắc là có duyên nha quý cô chú, chắc là già cây. À, dạ tiếp theo là mã số 3 nha quý cô chú. Mã số 3 cũng là linh sam song hình nè. À, cây có dáng bay cũng khá là đẹp nha quý cô chú, cây cũng có cốt cành nuôi sẵn. À, quay vòng em báo thông số một đâu đó. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 34. Mà em đo tán ngang cốt cành của nó về đây lại được là 57. Hoành vị trí đây của nó là được là năm gần 55 tính 54 nha quý cô chú. Đó trên eo luôn, trên eo trên đây của nó là nó 44. À, chiều ngang mặt bầu là 45, cốt của nó là được 14 nha, cốt 14. Đo hạo cành bay luôn, bay khá là lớn, cành bay nó là được 28. À, cây của chung lại là khá là già cây quý cô chú. Cây xử lý nè, cái vàng da của nó lên răng vuốt nhìn rất là đẹp. À,
Này lô linh sam em là cây nào đế cũng đẹp nha quý cô chú, đế khá là đẹp đế. Mã số 3 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 4 triệu 500 ngàn, 4 triệu 500 ngàn em cũng bao ship là toàn quốc à. Giá là 4 triệu 500 ngàn cây linh sam song hình mã số 3. Dạ tiếp theo là mã số 4 nha quý cô chú, mã số 4 cũng là linh sam song hình nè. Cây cũng có dáng kiển cũng khá là đẹp nha quý cô chú. Cây rất là già cây ạ, cây lên gân guốc hết ạ. Rồi đến tiếng nhà thông số nó. Cam nó là được là 42 ạ. Ngang cúc cành là được là 48. Hoành vị trí đây của nó là được là 50 nha quý cô chú. Để em quay vòng ạ. Trí đây của nó là được là 50 ạ. Để cũng khá là lớn nha quý cô chú. Chiều ngang mặt bầu là nó được là 38. Chúng cây này nói chung là thẹo dít cũng khá là ok nha quý cô chú. Lúc trước thẹo người ta chặt nè, nó bo lại nè, đây đây rút cành ra nó còn cái thẹo ở đây, ở đây như bên đây nè, chung là thẹo cũng đã sành hết nha quý cô chú, nó có chân cành nó giữ nó hết rồi, nên chỉ đợi thời gian nó sẽ kéo nó liền lạc lại nha quý cô chú. Linh sam song linh mã số 4 em xin giao lưu giá là 4 triệu 300 ngàn ạ. 4 triệu 300 ngàn em cũng bao ship là toàn quốc ạ. À, lớn nha quý cô chú. Dạ tiếp theo là mã số 5 nha quý cô chú, mã số 5 cũng là linh sam song minh nè. Cái hoành cũng khá lớn nha quý cô chú. Đây cũng có cốt cành nè. Cao nó được là 58. Nó ngang cốt cành là được là 42 ạ. À. Hoành trong nó là được là 51 quý cô chú, hoành là 51 đây, chiếc này cũng nó là 51, đế nói chung lại khá là đều nha quý cô chú, rất là đều đế. Đây cũng có những cái điểm thẹo ngay cốt cành nha quý cô chú, đây nó đã sành cứng hết rồi, hôm trước là chặt rút lại đó quý cô chú, ta nuôi những cái tay cành này ra nè, trong những điểm đó nó có thẹo à. Chiều ngang mặt bầu là 42. Cây linh sam song hình mã số 5 em xin giao lưu giá là 4 triệu 200 ngàn, 4 triệu 200 ngàn em cũng bao ship là toàn quốc ạ. Hôm nay cây phôi em bao ship là toàn quốc nha quý cô chú, giá 4 triệu 200 ngàn. Dạ tiếp theo là mã số 7 nha quý cô chú, mã số 7 cũng là linh sam song hình nè. Mã số 6 cho lộn quý cô chú, mã số 6 cũng là linh sam song hình, cây có dáng trực nha quý cô chú, trực cốt cành đều hết nha quý cô chú. Cây này hãy mình sửa cây phơm lớn rất là đẹp nha quý cô chú, nên như cây thiên nhiên vậy đó. Hôm nay do trời quá nắng nha quý cô chú, nên hình ảnh nếu không có chất lượng gì cứ kết bạn Zalo số hộ em là 0919670661, số đó em có Zalo để em bổ sung thêm chi tiết nha quý cô chú. Do trời nắng nó hơi bị chá à. Chiều cao là được là 60 ạ. À. Ngang cốt cành là cũng được 60 ạ. À. Hoành cánh nó là được là 54 nha quý cô chú, 54. Trên eo này của nó là được là 45. Chiều ngang mặt bầu là 50 ạ. À. Để quay cái dòng đế cho quý cô chú anh chị mình xem ạ. À. Cây đế đều nở bợt nha quý cô chú, cây rất là đẹp cây ạ. Còn những cái cành này co lắc nó rất là đẹp nha quý cô chú, đây co lắc rất là đẹp. Đem đo hạo thử một hai cành nha quý cô chú. Cành số 1 nó được là 20 ạ. Cành trên đây thì nó tới 25 nha quý cô chú. Mà cái này chi cành đóng cũng khá là khéo, một hai phong gì cũng có đầy đủ hết ạ.
cây linh sam song hình mã số 6. Em xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 5.200.000 ạ. 5.200.000, em cũng bao ship là toàn quốc nha quý cô chú. Giá là 5.200.000. Cây ngoài nhìn rất là khủng nha quý cô chú, rất là lớn ạ. 5.200.000. Tiếp theo là mã số 7 nha quý cô chú, mã số 7 cũng là linh sam song hình ạ. Cây này cũng là cây mã số cuối cùng của cái lô linh sam em ngày hôm nay nha. Cây này một cốt mà nó lên hai thân nha quý cô chú, hai thân. Cây này nước nuôi cũng khá là lâu rồi, nhìn cây nó rất là đẹp ạ. À, chốt này là nuôi nè quý cô chú, chốt nuôi của nó luôn, nuôi cần nó cho nó hơi phóng phóng ra nè quý cô chú. Cây nó rất là đẹp ạ. À, rồi để em tiến vào cái thông số của nó luôn. Chiều cao nó là được là 55 ạ. Tán ngang cái cốt cành của nó là được là 75. Em đo từ thân chính ba ga luôn ạ. Từ thân chính ba ga nó là được là 57 ạ, 57. Cái này đế nó rất là đẹp quý cô chú ơi. Hoành cái nó là được là 58 nha quý cô chú, hoành là 58. Đo chút trên eo luôn. Trên eo của nó là được là 52 ạ. Chiều ngang mặt đầu của nó là được là 54. Đây, bộ đế của nó quý cô chú. Đế nó nói chung lại là lúc chặt thôi là xử lý lại hết, nên đế của nó rất là đẹp ạ. Nó ra là cứng bầu hết nha quý cô chú. Ở đây nó có cái mặt hiệu nè, trước ta tán đầu đinh ta nuôi cái cần bay ra nè, nó kéo nè, cái cần này không là nó rất là lớn, nó bo lại cái thẹo cũng khá là mạnh luôn. Cần bay không là nó 30 nha quý cô chú, 30 co lắc rất là đẹp quý cô chú. Cây linh sam song hình mã số 7 cũng là mã số cuối cùng của cái lô linh sam, xin giao lưu giá là 6 triệu ạ. À, giá 6 triệu em cũng bao ship là toàn quốc nha quý cô chú, giá là 6 triệu đồng ạ. À, cây ngoài nhìn rất là khủng nha quý cô chú, rất là đẹp cây ạ. À, độ dào nó lên dạo hết nha quý cô chú. Giá là 6 triệu cái cây linh sam mã số 7. Dạ, tiếp theo là mã số 8 nha quý cô chú, mã số 8 là mai chú hỷ nuôi da đen lá lớn ạ. À, lô này nói chung là cũng khá là nhiều nha quý cô chú. Lô này em lên tầm khoảng 10 phôi ạ. À, cây cũng khá là lớn ạ. À, em cũng cắt trừ ha cho quý cô chú, mình về có muốn phá thế là gì mình phá nha. Cái cao nó là được là 30 ạ. À, hoành cái nó là được là 42, hoành là 42. Chiều ngang mặt bầu là 30. Cây mai chú hỷ da đen lá lớn mã số 8, em xin giao lưu giá là 1.400.000 ạ. À, 1.400.000, 1.400.000 em cũng bao ship là toàn quốc nha quý cô chú. Giá là 1.400.000 ạ. À, tiếp theo là mã số 9 ạ. À, mã số 9 cũng là cây mai chú hỷ nuôi da đen lá lớn ạ. À, cây này thì có cái phong cao nha quý cô chú, phong cao chung lê rất là đẹp cây. À, cây này thấy mình chơi một cây phong cao cành gớt là khá là ok nha quý cô chú, cũng có co lắc hết. Chú cam nó là được là 60 ạ. À, hoành của nó là được là 32, trên eo đây là 27. Chiều ngang mặt bầu là 30 ạ. À, cây mai chú hỷ da đen lá lớn mã số 9, em xin giao lưu giá là 1.100.000 ạ. À, 1.100.000 em cũng bao ship là toàn quốc ạ. À, dạ, tiếp theo là mã số 10 nha quý cô chú, mã số 10 cũng là mai chú hỷ nuôi da đen lá lớn ạ. À, cây này cũng có xử lý bộ đế cũng rất là đẹp nha quý cô chú.
cũng có cái tự chất, em cũng đục nó ra nha. Nhưng dầm chú hỉ da đen nó lớn này kéo theo cũng rất là mạnh à. Từ mặt bầu lên tới đỉnh là 24 à. Hoành khá to nha quý cô chú. Hoành của nó là được là 47. Chiều ngang mặt bầu là nó 34. Đây mai chú hỉ mã số 10. Em xin giao lưu quý cô chú chị giá là 2.200.000 à. 2.200.000, em cũng bao ship là toàn quốc à. Ngoài rất lớn nha quý cô chú. Giá là 2.200.000. Tiếp theo là mã số 11 nha quý cô chú. Mã số 11 cũng là mai chú hỉ nu da đen lá lớn à. Cây lùng lực cục nạc khá là lớn nha quý cô chú. Còn em cũng cắt trừ hao quý cô chú anh chị, mình giờ mình chơi cây bonsai lùng lực nữa, có thể mình giờ mình cắt lại nha quý cô chú. Nạn rất là đẹp, đế là nói chung lại là điều hết nha quý cô chú. Thực ra nó là được là 22 à. Hoành là 45. Hoành là 45 à. Vị trí trên đây còn là 28. Chiều ngang mặt bầu là 27 à. Cây này cũng có những cái đọt phướng, những cái tự phướng nè, em cũng lắp nè. Theo nó tầm khoảng 2 ngón tay em thôi. Dầm này giờ mình nuôi nó kéo theo rất là mạnh nè. Mai chú hỉ nuôi da đen lá lớn mã số 11, em xin giao lưu giá là 1.800.000 à. 1.800.000, em cũng bao ship toàn quốc à. Số hội là 0919670661, số đó là số Zalo à. Em ở khu vực Lai Dương Đồng Tháp à. Tiếp theo là mã số 12 à. Mã số 12 cũng là mai chú hỉ nu da đen lá lớn à. Cây có dáng bài khá là có duyên nha quý cô chú. Cây có dáng bài khá là có duyên à. Chúng ta nó là được là 22. Từ cái tử cái bay ra được là 40 à. Em đo tổng hoành luôn à. Tổng hoành của nó là được là 40. Còn em đo riêng cái cành bay của nó là được là 28 à. Chị nghe mặt bầu là 28 luôn. Mai chú hỉ nu da đen lá lớn mã số 12. Em xin giao lưu quý cô chú chị giá là 1.200.000 à. 1.200.000, em cũng bao ship là toàn quốc. Dạ, tiếp theo là mã số 13 nha quý cô chú. Mã số 13 cũng là mai chú hỉ nu da đen lá lớn. Cây cũng có cốt cành gần gốc rồi, khá là mau chơi nha quý cô chú. Để mình về mình chơi cây thiên nhiên tàn đa. Cây cũng đang nằm trời nó rất là sống khỏe à. Cam nó là 40. Hoành là 36 à. Chiều ngang mặt bầu là 29. Đấy là điều hết nghe quý cô chú, không chống mặt nào hết. Cây mai chú hỉ mã số là 13, em xin giao lưu giá là 1.200.000, em cũng bao ship là toàn quốc, giá là 1.200.000 à. Tiếp theo là mã số 14 nghe quý cô chú. Mã số 14 tức là mai chú hỉ nu da đen lá lớn à. Cây cũng có tàn cốt cành đa đa nha quý cô chú, giờ khá là mau chơi à. Cao là 32. Hoành của nó là được là 43. Chị nghe mặt bầu là 30. Để 24 giờ nha quý cô chú. Đấy nó rất là đều à. Đấy, nhìn rất là đẹp ạ à. Mã số 14 em xin giao lưu giá là 900.000 à. 900, em cũng bao ship là toàn quốc à. Tiếp theo là mã số 15 nha quý cô chú. Mã số 15 cũng là mai chú hỉ nu da đen lá lớn. Hôm nay em cũng được 10 thôi à. Cây củ đế dưới đế dàn cốt cũng có sẵn, về rất là mau chơi nha quý cô chú. Chú cao là được là 22 à. Hoành của nó là nó được là 33. Chiều ngang mặt bầu là 25 ạ. À. Mai chú hỉ da đen lá lớn mã số 15, em xin giao lưu giá là 800.000.
cũng bao ship là toàn quốc, giá là 800 ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 16 nha quý cô chú, mã số 16. Cũng là mai chữ phỉ da đen lá lớn ạ. Chiều cao của em nó là nó được là 32 ạ. Hoành là 47 ạ. Gần 48 tính 47 ạ. Chiều ngang mặt bầu là 32. Đấy, ngoài nhìn sát khá là lớn nha quý cô chú. Cốt cành nằm gần gấp mà, khá là mau chơi. Thì em cũng cắt chừa cốt cành xa xa cho quý cô chú chị về có thể mình cắt gục gịch lại hơn nha. Mã số 16 em xin giao lưu giá 1.200.000. 1.200.000 em cũng bao ship là toàn quốc ạ. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú ạ. Dạ, tiếp theo là mã số là 17. Mã số 17 cũng là mã số cuối cùng của cái clip em ngày hôm nay nha quý cô chú. Cũng là phôi chú hỷ da đen lá lớn. Cam nó là được là 22 ạ. Sáng ngang vậy của nó được là 29. Hoành là 45 nha quý cô chú, hoành là 45. Chiều ngang mặt bầu em nó là nó được là 32 ạ. Cây cốt cành cũng khá là mau chơi ạ. Cây mã số 17. Mai chú hỷ nuôi da đen lá lớn, em xin giao lưu giá là 1.100.000 ạ. 1.100.000 em cũng bao ship là toàn quốc ạ. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị ạ. Cuối clip em cũng xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ nhà vườn em trong thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Chào ạ.